Nếu như trước đây, đa phần người dân ở xã Ký Phú, huyện Đại Từ phải dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh từ những giếng khơi như thế này, thì nay đã khác. Năm 2016, được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt liên xã, hơn 1.700 hộ ở hai xã Ký Phú và Vạn Thọ đã có nguồn nước sạch, đảm bảo để sinh hoạt. Không chỉ vậy, công trình này còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế đời sống và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trước thì nói chung toàn giếng khơi thì nói chung là khi múc lên thì nó rất là ô nhiễm, nó rất khó chịu. Từ khi mà được cái nước sạch của nhà nước, cái đời sống của người dân thì nó thay đổi rất nhiều. Đối với nội dung xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao ấy, thì cái tiêu chí về nước sạch này nó nằm ở tiêu chí số 18 là liên quan đến chất lượng môi trường sống. Thế và Ký Phú thì đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí trong bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao thì về tiêu chí nước sạch thì xã Ký Phú đều đạt và vượt. Thái Nguyên có địa hình và phân bố dân cư tương đối đa dạng. Do vậy, việc đầu tư và vận hành các công trình nước sinh hoạt ở các địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng xa cũng gặp phải nhiều khó khăn. Mặt khác, trong điều kiện biến đổi của khí hậu hiện nay, việc duy trì vận hành hiệu quả và hợp lý hệ thống công trình dân sinh, tất cả các địa phương đòi hỏi sự nỗ lực đến từ cả cơ quan chủ quản và người dân. Như nhà tôi là sinh hoạt tất cả là từ không dùng nước giếng nữa ấy, thì nó 100.000 trở lại. Thì đấy là trong một tháng thì thấy nó cũng phù hợp với cái mức thu nhập của người nông dân nông thôn. Đơn vị chủ đầu tư cũng đã tiến hành khảo sát các loại hình nguồn nước để có thể sử dụng cho công trình. Thì khi mà khảo sát được cái nguồn nước mặt sử dụng cho công trình là khe suối tự chảy và đủ lưu lượng cấp cho công trình thì là chủ đầu tư đã quyết định là sẽ thực hiện xây dựng cái công trình là trên hệ thống là tự chảy, đảm bảo cái việc là tiết kiệm được chi phí trong quá trình quản lý vận hành. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 98% số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Để đạt được mục tiêu đề ra, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thái Nguyên được tỉnh giao đầu tư 23 công trình thuộc dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn. Trong đó, đầu tư mới 6 công trình, sửa chữa và nâng cấp 17 công trình với tổng vốn đầu tư 108 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Trong năm 2023, đơn vị đã triển khai 16 công trình và năm 2024 sẽ khởi công các công trình còn lại. Khi các công trình này hoàn thành, sẽ có thêm 11.000 hộ được cấp nước sạch. Tỉnh là cũng rất là quan tâm đến đời sống của người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là cái vùng sâu vùng xa. Thì trong cái dự án giai đoạn 22-25 thì Ủy ban tỉnh là quyết định đầu tư 100% ngân sách và không có cái tỷ lệ mà người dân phải đối ứng để xây dựng. Trung tâm cũng đã rất là tích cực phối hợp với các địa phương để rà soát, tham mưu xây dựng cái quy hoạch cái hệ thống về cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thì đến thời điểm hiện tại thì tất cả các công trình trong dự án đã được khởi công xây dựng. Một số công trình đã triển khai đến 90% khối lượng công việc. Cùng với sự nỗ lực thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, tỉnh Thái Nguyên cũng tiến hành rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn. Qua đó chỉ đạo chính quyền cơ sở khắc phục khó khăn, hạn chế về năng lực quản lý vận hành công trình, tạo nguồn thu từ công trình cấp nước ở nông thôn để có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo quản công trình và sử dụng nước hiệu quả nhằm phát huy giá trị của công trình đã được đầu tư.